Hai đại cường quốc Tấn và Sở vì tranh bá mà chiến tranh không ngừng. Trong khi đó, cảnh ngộ thảm nhất lại là các chư hầu tiểu quốc nằm kẹp trong hai nước. Tống quốc vì thần phục với Tấn quốc mà bị Sở quân vây khốn đã 9 tháng này. Tống quân thủ tướng Hoa Nguyên liều chết mà thừa đêm lẻn vào Sở trại, muốn cùng Sở tướng Tử Phàn nghị hòa thoái binh, nhưng không ngờ Sở Trang Vương nhất kiếm sát xuất. Sở quân tuy rằng chưa công phá được Tấn thành, nhưng lại được tính nghĩa chi sư mà Khải Hoàng trở về. Trước công nguyên 589 năm, luôn cả Tần, Tề trong 12 nước chư hầu cùng với Sở quốc hội minh. Sau 2 năm khi Sở Trang Vương chết, bá nghiệp của Sở quốc cuối cùng được các chư hầu của Trung Nguyên thừa nhận. Tập 21. Dư Âm Bá Chủ. Đại vương! Đại vương! Đại vương! Quan lệnh Doãn nguy rồi ạ. Đại vương! Quan lệnh Doãn nguy rồi ạ. Tôn Thúc Ngao sao rồi? Đại vương, nguy lắm rồi ạ. Đại vương! Đại vương! Sở Trang Vương. Lệnh Doãn! Lệnh Doãn! Tôn Thúc Ngao, xem ra thần chỉ có thể giúp đại vương đánh một trận này nữa thôi. Thần xin lỗi. Không, Khanh đừng nói thế. Khanh chỉ mệt thôi mà. Cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ khỏe thôi. Đại vương! Đại vương! Trong sách Sử Ký phần Tuần Loại Liệt Truyện có viết, Tôn Thúc Ngao là một kẻ sĩ được làm tướng quốc nước Sở. Ông biết dạy bảo dân chúng trên dưới một lòng, xã hội tốt đẹp, chính trị được chỉnh đốn, quan lại không có kẻ gian tà, đạo tặc không nổi lên được. Mùa thu đông thì khuyên dân lên núi kiếm củi, mùa xuân hạ thì xuống sông đánh cá, mùa nào cũng có thu nhập, khiến dân chúng sống rất vui vẻ. Khanh có thấy đỡ chút nào không? Đại vương! Người đâu? Dạ. Mau đưa Tôn Thúc Ngao về Ảnh Đô chữa chạy đi. Vâng. Người nước Tấn không cam chịu đâu. Đại vương nên sớm có sự chuẩn bị đi. Ta biết. Tôn Thúc Ngao, Khanh không cần phải lo đâu. Cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi. Thần chúc mừng đại vương. Giờ thì người nước Tấn chắc sẽ biết rằng ai là bá chủ của Trung Nguyên. Trong thời Xuân Thu, cuộc chiến tranh giành quyền bá chủ dài nhất, khốc liệt nhất là cuộc tranh giành giữa hai nước Tấn Sở. Trong cuộc chiến tranh liên miên đó, những nước phải chịu đựng tai họa thảm khốc nhất lại là những nước nhỏ nằm giữa hai nước này. Sau trận chiến ở Bí Thành, nước Sở nắm được quyền chủ động trên chiến trường. Những nước nhỏ trước kia theo đuôi nước Tấn, nay đều ngả theo nước Sở. Chỉ có một mình nước Tống trước sau vẫn đi theo nước Tấn, nên nước Tống đã trở thành mục tiêu công kích tiếp theo của nước Sở. Chủ soái của quân Tống lúc đó là Hoa Nguyên, người đã từng bị nước Trịnh bắt làm tù binh. Làm nhanh lên, tướng quân đến đấy. Tướng quân đâu, tướng bại trận chỉ có. Đừng có nói bậy. Nói bậy à? Năm xưa khi tôi đi lính có đánh nhau với nước Sở. Chính ông ấy đã dẫn dắt chúng tôi, nhưng kết quả thì sao? Bị người ta đánh cho tan tành. Bản thân ông ấy cũng bị bắt làm tù binh. Nghe nói phải dùng 100 cỗ xe, 400 con ngựa tốt mới chuộc được ông ấy về đấy. Này, các người làm gì vậy hả? Làm việc đi chứ. Tướng bại trận mà cứ làm ra vẻ ta đây. Thôi làm việc đi, đừng có nói lung tung nữa. Làm việc đi. Dù quai nón này dô ta, một chồng to dô ta, quẳng cả giáp dô ta. Là ai vậy? Dô ta. Dưới kia bọn họ hát gì vậy? Dân chúng hát lung tung ấy mà. Hát lung tung ư? Ông đi nói với họ là nước Tống chúng ta thiếu gì nguyên liệu làm mũ sắt, làm áo sắt. Vứt mũ vứt áo đi chỉ có gì là ghê gớm đâu. Không cần họ phải lo. Vâng. Này, nghe đây. Tướng quân bảo rằng nước Tống chúng ta thiếu gì nguyên liệu làm mũ, làm áo giáp. Có vứt bỏ chúng đi thì cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Không cần các người phải lo đâu. Ra châu nước dô ta, ra tê giác dô ta, chẳng dày bằng da mặt của tướng quân dô ta. Bọn họ đông người, ăn nói lung tung không nói lại họ đâu. Đi thôi. Sở đánh Tống, đương nhiên là Tống phải cầu cứu nước Tấn. Nhưng nước Tấn vừa thua trận, sợ lại phải đánh nhau với nước Sở, nên đã sai đại phu là Giải Dương đem một lời hứa xuông đến cho nước Tống. Nhưng không ngờ chưa đến được nước Tấn, Giải Dương bắt làm tù binh rồi. Ngươi là ai? Sứ giả nước Tấn, đại phu Giải Dương. Người đến đây làm gì? Phụng mệnh Tấn Hầu đến nói với người Tống thì họ dốc sức giữ thành, chờ quân cứu viện của nước Tấn. Lần trước, nước Tấn sai Tuân Lâm Phủ mang 600 binh xa đến đánh, đã bị thất bại thảm hại. Chẳng nhẽ giờ có thể đưa thêm 600 binh xa nữa? Rõ ràng là người bịa đặt rồi. Ngài nói đúng lắm. Nói với người Tống rằng quân cứu viện của chúng tôi sẽ đến, thực ra cũng chỉ để động viên họ, để họ giữ vững thành trì. Thì vài tháng sau, quân sĩ các ngài mỏi mệt, lương thực cạn kiệt, dù không muốn cũng phải rút quân. Tiện thể xin nói rằng mưu kế này là do tại hạ nghĩ ra đấy. Nhưng chuyện người hiến kế này đã phải giết người rồi. Những điều đại phu vừa nói là những bí mật quan trọng có liên quan đến sự thành bại của cuộc chiến tranh. Thế mà ông lại tùy tiện nói cả trước mặt chúng ta như vậy, là có dụng ý gì đấy? Tôi nghe người ta nói Sở Vương rất ghét sự gian trá, rất thích nói thật. Này tôi đã bị Sở Vương bắt, vậy cứ nên nói thật thì hơn. Xem ra thì Giải đại phu là người hiểu biết đấy. Vậy chúng ta cứ có sao nói vậy. Đại quân chúng ta đi đường xa đến đánh Tống, việc tiếp tế không dễ dàng gì. Nhưng đại quân của quả nhân đến đánh nước Tống nhỏ bé này chắc không phải là chuyện khó. Quý viện thì hà tất phải để người Tống chịu tội như vậy. Theo ta, đại phu hãy nên nói sự thật cho nước Tống, rằng nước Tấn không đủ sức cứu Tống, sợ người Tống chờ đợi mất công, nên mới đến thông báo cho họ. Đại vương, cần gì phải làm như vậy ạ? Cứ đưa tên này lên xe, đem đến trước mặt mọi người dân nước Tống, chém chết hắn đi, thì người nước Tống sẽ phải dẹp bỏ ý nghĩ giữ bằng được thành trì của họ. Từ phản, không được nói vậy. Được, để tôi đi nói cho. Đừng lãng phí tên. Đợi bọn Sở Man Di ấy đến gần hãy bắn. Người trong thành, hãy mời tướng quân Hoa Nguyên của các người ra đây nói chuyện. Này bọn ở ngoài thành kia, định giờ cho gì thì hãy giờ ra đi. Này, Ta là đại phu Giải Dương, sứ giả nước Tấn. Ta phụng mệnh Tân Hầu truyền lời tới các vị đây. Giải đại phu đi ư? Tôi là Hoa Nguyên đây. Hoa tướng quân có khỏe không? Sao đại phu lại bị người ta bắt thế kia? Tôi nhất thời không cẩn thận đã làm nhục sứ mạng của mình, đành phải dùng cách này vậy. Các vị hãy nghe đây. Tân Hầu đã quyết định đưa đại quân sang cứu nước Tống, và đại quân sắp đến rồi. Các vị nhất định phải giữ vững thành trì, chớ có đầu hàng đó. Đại vương, giết hắn đi, giết hắn đi. Giải Dương, ngươi giờ cái trò đó với quả nhân quả là khá đấy. Kẻ ngoại thần này đâu dám đùa bỡn với đại vương. Thế mà còn không phải là đùa bỡn à? Đại vương, hãy cho hắn vạc dầu đi. Khoan đã, đại vương đã nói là ngài thích nói thật. Tôi phụng mệnh Tấn Hầu đến đây, đương nhiên là phải truyền đạt mệnh lệnh của Tấn Hầu. Này, tôi đã làm được điều đó, chứng tỏ con người tôi rất thành thực, rất biết giữ lời hứa. Nói một cách khác là nếu như sứ thần của đại vương bị kẻ địch bắt, rồi phản bội lại mệnh lệnh của đại vương để lấy lòng kẻ địch, thì xin hỏi đại vương, ngài có thích những kẻ bề tôi như vậy không? Xin đại vương hãy nói thật đi. Khá lắm, hỏi hay lắm. Như vậy thì ông là một trung thần rồi. Nếu ông theo quả nhân về nước Sở, quả nhân sẽ trọng dụng ông. Xin đại vương lượng thứ. Tiểu nhân không phù hợp với thủy thổ nước Sở. Nếu đại vương bảo tiểu nhân đến đó, e rằng đã làm khó dễ cho tiểu nhân rồi. Thôi được, ta sẽ không làm khó dễ cho ông đâu. Từ phản, có thần, hãy chuẩn bị xe đưa Giải đại phu về nước. Sao ạ? Đưa đại phu về đi. Tạ ơn đại vương. Giải Dương đã không làm nhục sứ mạng của mình, có thể coi là đã thành công trở về. Nhưng những lời hứa hẹn trống rỗng của nước Tấn đã khiến quân dân nước Tống phải sa vào một cuộc chiến đấu chống trả một cách lâu dài vô vọng. Còn đại quân nước Sở cũng vô cùng mệt mỏi, chán chường trước cuộc bao vây kéo dài hàng tháng trời này. Thần điện đến rồi kìa. Ông thử nhìn xem, thế đã đáng được gọi là thần tiễn chưa? Bắn được như vậy cũng không dễ dàng đâu. Thế là thế nào? Liệu ông còn bắn được hơn thế không? Bắn bia thì có gì là ghê đâu. Trông tôi đây. Dương do cơ xin được bắn thử. Mọi người hãy xem tài bách bộ xuyên dương của tôi. Tôi sẽ bắn cái ngù trắng trên lá cờ kia. Tướng quân, nhân lúc không có gió, hãy mau bắn đi. Tướng quân thật tài giỏi, may bắn rơi được chiếc ngù trắng đấy. Nói vậy đúng lắm, may mà bắn rơi được. Nhưng đánh trận không phải là chuyện chơi. Ta và tướng quân hãy thi sức mạnh của mình vậy. Thì như thế nào đây? Người đâu? Dạ, hãy xếp 7 lớp áo giáp cho ta. Vâng ạ. Tướng quân, được rồi ạ. Đừng rút ra. Ta không cho rút tiền ra là muốn để lại một kỷ niệm thôi. Còn ông thì sao? Để không cho rút ra là vì tôi muốn giúp Cốc Dương làm chuyện đó. Thật là thần kỳ, thật là thần kỳ. Tài bắn của Dương Thúc tôi không thể nào sánh kịp được. Đại vương, hay lắm. Có được những tay thiện xạ như vậy thì lo gì không hạ nổi thành trì nước Tống. Mời đại vương. Đại vương nhìn kìa. Chỉ ra các người dẫn ta đến đây là để xem thi bắn tên ư? Thôi được, nếu thế thì mọi người cứ nghỉ đi, chỉ để một mình dưỡng thúc đối phó với quân Tống thôi. Chẳng nhẽ các người chuẩn bị đánh nhau chỉ như vậy thôi ư? Hai bên đánh nhau sao lại có thể chỉ nhờ vào một mũi tên được? Nếu tự cho mình bắn giỏi hơn người khác rồi chủ quan khinh địch thì sau này thế nào cũng bị mất mạng vì chuyện đó. Hãy thu lại cung tên của Dưỡng Do Cơ cho ta. Còn tất cả những người khác hãy chuẩn bị tấn công thành. Đại vương, đại vương, đại vương không nên đối xử với anh ta như vậy. Quân Tống cố thủ, ta tấn công mãi vẫn không được. Binh sĩ đều ngao ngán, không muốn đánh. Dưỡng Do Cơ làm như vậy là để lấy lại tinh thần cho binh sĩ thôi mà. Đừng nói nữa, ta cũng đang sốt ruột vì chuyện đánh mãi mà không hạ được thành của nước Tống đây. Ôi, nếu như Tôn Thúc Ngao ở đây thì quả nhân sẽ không phải nói với ông ấy như vậy đâu. Đại vương, lời nói của Sở Trang Vương đã làm cho Tử Phản đau lòng. Chẳng nhẽ không có Tôn Thúc Ngao thì không đánh nổi nước Tống ư? Để tỏ rõ khả năng của mình, Tử Phản sai người đắp một chòi cao ở ngoài thành rồi ở luôn trong đó, ngày đêm giám sát động tĩnh trong thành. Người nước Tống vốn hay tin tưởng một cách mù quáng, không biết linh hoạt, đã dễ dàng tin vào những lời hứa có quân cứu viện của nước Tấn, nên thà chết cũng không theo nước Sở. Họ đã kiên trì phòng thủ tới 9 tháng trời mà vẫn không thấy bóng dáng quân Tấn đâu. Trong khi đó thì người Sở lại chẳng hề có ý định rút quân. Cuộc sống trong thành ngày càng khó khăn đến mức phải đổi con cho nhau để ăn, lượm xương người chết để nấu. Sao thế? Sao thế? Hãy đem lương khô của ta chia cho họ một ít đi. Tướng quân, nếu binh lính nằm cả xuống đây, một mình tướng quân như ta cũng chẳng đánh đột người Sở đâu. Chia cho họ đi. Này, Đứng lại, đứng lại. Đây là khẩu phần của tướng quân đấy. Đứng dậy đi. Là ngươi à? Các ngươi... Chúng tôi đói quá, chết đói hết cả rồi. Ta biết, tướng quân, chúng tôi thà chết chứ quyết không đầu hàng đâu. Tướng quân, tướng quân, khi nào thì quân cứu viện nước Tấn mới đến ạ? Kỳ lạ thật, sao bọn họ không chịu đầu hàng nhỉ? Tử Phản à, ngày mai hãy nghe lệnh cho bộ hạ của mình khai hoang cày cấy, làm nhà ở ngoài thành đi. Để làm gì ạ? Đại vương, vương tiếp tục ở đây mãi ư? Đúng. Như thế để người Tống thấy rằng chúng ta quyết tâm ở lại đây. Tướng quân, nhìn kìa. Đừng có làm ầm lên. Xem ra bọn Sở Man Di kia cũng không muốn về à? Tướng quân hãy cẩn thận, quân sĩ đang nhìn trộm chúng ta đấy. Hãy đứng thẳng lên cho chúng thấy. Nhanh lên, nhanh lên. Hãy hỏi xem bọn họ có cần hạt giống không. Đây, các người có cần hạt giống không? Giống lúa ở Trung Nguyên chúng ta, hạt mày nổi tiếng lắm. Giờ mà có hạt giống thì mình sẽ nuốt sống ngay. Tối nay kiếm cho ta một bộ quần áo lính Sở, ta có việc cần dùng. Cẩn thận. Cao quá nhỉ. Đi thôi. Ngày mai có tấn công thành không? Còn tấn công gì chứ? Ngày nào trên thành cũng gào khô cả cổ họng rồi. Tôi làm cái gì cho ngài ăn nhé? Ta chẳng muốn ăn gì cả. Thực ra cũng chẳng có gì ăn được đâu. Lằng nha lằng nhằng. Đi đi, đi đi. Đi đi. Thơm quá. À, thằng danh này dám lén uống rượu hả? Ta phải mách tướng quân mới được. Anh nói nhăng nói quậy gì thế hả? Đây mà là rượu à? Còn không phải là rượu ư? Nói cho anh biết nhé, đây không phải là rượu đâu. Thơm lắm. Đây là nước tiêu thang đấy. Sao lại không phải là rượu nhỉ? Mời tướng quân uống tiêu thang. Đi 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 đi. Tướng quân à, cái này là cái gì đấy? Tiểu nhân làm riêng cho tướng quân đấy ạ. Được. Ta sẽ nếm thử món tiêu thang của ngươi. Tướng quân, vị của nó có được không ạ? Ngon, ngon lắm. Rót thêm cho ta một bát. Tiêu thang ạ. Đúng đúng, tiêu thang. Giờ thì chẳng ai đánh nổi ai đâu. Tướng quân đừng tự làm khổ mình như vậy. Uống xong cái món này thì cứ ngủ một giấc cho đẫy. Bảo đảm là sáng mai tinh thần sẽ phấn chấn gấp trăm lần, rồi sẽ tha hồ mà hò hét. Người... Nào, đưa cả vò cho ta. Tướng quân, ngon lắm. Canh này nghĩ hay lắm. Đại vương cấm uống rượu thì chúng ta uống tiêu thang vậy. Đứng lại. Nghe thấy không? Đứng lại. Tướng quân có ở trên trời không? Có đấy. Anh là... Ông ấy ngủ chưa? Chắc là đã ngủ rồi. Này, trông anh lạ lắm. Đương nhiên rồi. Ta là thân binh của đại vương mà. Thảo nào, trông ông anh có vẻ oai vệ lắm. Hoa Nguyên. Tướng quân. Tướng quân. Ngươi là ai? Đại vương để thần lên đó gọi tướng quân xuống thì hơn. Vì sao? Có phải là ngươi sợ ta thấy ông ấy sau khi uống tiêu thang của ngươi sẽ ngủ say như con chó chết không? Đại vương biết cả rồi ư? Tội của Cốc Dương thật đáng muôn chết. Xin đại vương tha chết cho. Tướng quân đừng sợ. Quả thực không dám giấu, tôi là Hoa Nguyên, tướng nước Tống đây. Ông là... Đúng thế. Chúng ta đấu với nhau 9 tháng trời, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Ông muốn nói gì? Tôi phụng mệnh của chúa công tôi đến đây xin giảng hòa. Nếu tướng quân nhận lời thì sẽ có lợi cho cả hai nước Tống Sở. Nếu không nhận lời thì hôm nay cả hai ta đừng ai hòng sống sót. Được. Ta không phục sự dũng cảm của ông. Chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà. Ông hãy buông tay ra. Nếu không, ta thả chết chứ không thương lượng gì đâu. Xin tướng quân chớ trách. Tình thế rất cấp bách, tôi đành phải thất lễ vậy. Tướng quân, rốt cục thì tình hình nước Tống thế nào rồi? phải đổi con cho nhau để ăn. Lượm xương người chết mà nấu, quả thực là không thể kéo dài được nữa rồi. Vậy tại sao không đầu hàng đi? Tướng quân quá coi thường người nước Tống rồi. Dân chúng nước Tống thà chết chứ không bao giờ chấp nhận một đồng minh bao vây thành trì của mình đâu. Nếu quân Sở chịu rút quân khỏi đây 30 dặm thì nước Tống sẽ bằng lòng làm đồng minh của quý quốc, không bao giờ xâm phạm lẫn nhau nữa. Nếu tướng quân còn không tin, tôi xin ở lại nước Sở làm con tin. Binh pháp có câu: trong cái hư có cái thực, trong cái thực có cái hư. Để cho kẻ địch biết được sự thật về mình, đó là điều tối kỵ của binh gia đấy. Giờ Hoa tướng quân đã đưa tất cả sự thật ra. Như vậy là vì sao đấy? Người quân tử thấy người khác bất hạnh thì thương, còn kẻ tiểu nhân thì lại lợi dụng sự bất hạnh của người khác. Hiện nay nước Tống đang gặp chuyện bất hạnh lớn. Bởi vậy nếu đối với tiểu nhân, đương nhiên tôi phải giấu. Còn đối với người quân tử thì tôi phải nói tình thực với họ. Được, vậy thì ta cũng nói tình thực với ông. Thực ra lương thực của quân ta cũng chỉ đủ ăn trong 7 ngày nữa thôi. Sau 7 ngày nữa lương thực hết nhẵn thì tất phải rút quân thôi. Những điều tướng quân nói là thực đấy chứ? Đương nhiên rồi, hoàn toàn là sự thật, như phơi bày cả ruột gan mình mà. Nhưng vừa rồi tướng quân ợ ra toàn mùi rượu cả. Ôi, tất cả là do bọn người dưới hại ta. Hắn thấy ta buồn bực mới đưa cái gọi là tiêu thang cho ta thấy thoải mái thôi. Đại nhân đừng có nghi ngờ, quả thực là quân ta sắp hết lương thực rồi. Vậy quân của ngài còn khai hoang dựng nhà để làm gì? Đó chính là trong cái hư có cái thực, trong cái thực có cái hư của binh pháp mà. Ngài đã nói tất cả với tôi, vậy có sợ Sở Trang Vương trách tội không? Trách tội thì sao nào? Ngài đã coi tôi là một người quân tử, sao tôi có thể đối xử với ngài như một kẻ tiểu nhân được? Tướng quân quả là một người quân tử. Nếu tướng quân không chê, Hoa Nguyên này xin được kết làm anh em với tướng quân. Hay lắm, chúng ta sẽ cùng thề với trời cao, mong Tống Sở sẽ hữu hảo với nhau mãi mãi, quyết không nuốt lời. Hai chúng tôi Từ phản, hai người đang thề bồi, sao không nói tiếp đi? Còn quỳ xuống làm gì nữa? Hãy ngẩng đầu lên, tiếp tục thề đi. Đại vương, ai cho ngươi lên đây hả? Cút! Đại vương, Lòng dân nước Tống không sợ hãi, thà chết không đầu hàng. Cứ kéo dài thế này sẽ bất lợi với quân ta. Ai cần ngươi giải thích kia chứ? Tiếp tục thề đi. Hoa đại nhân, xem ra tôi và ngài hôm nay chỉ có một con đường chết thôi. Nào, hai chúng ta cùng kết nghĩa với nhau, rồi cùng chết nào. Đúng, ta phải biết được một người anh em như ông thật không được. Hai chúng tôi xin thề với trời cao, vì sự hữu hảo mãi mãi giữa Tống và Sở, nguyện cùng chết với nhau, quyết không ân hận. Quyết không ân hận. Cốc Dương, xin đại vương hãy ra lệnh đi. Hai người này đang thề trước trời cao, sao lại không có rượu hả? Hãy đem nước tiêu thang mà người cất giấu lại đây. Đi đi. Vâng. Lẽ ra ngươi không nên nói thật với ông ta. Nước Tống đã khốn quẫn như vậy rồi, nếu chúng ta kiên trì thêm vài ngày nữa thì có thể thu được thắng lợi rồi đấy. Một nước nhỏ bé như nước Tống mà còn có người như Hoa tướng quân không muốn lừa dối người khác, chẳng nhẽ đường đường một nước như nước Sở ta đã không có kẻ quân tử dám nói thật ư? Xin đại vương cứ giết thần đi, còn chuyện rút quân hay không xin tùy đại vương xem xét. Nước Sở ta có một người quân tử như Khanh, chẳng nhẽ là không có một đại vương biết thấu tình đạt lý ư? Từ Phản, quả nhân cử ngươi cùng Hoa Nguyên tướng quân vào thành kết đồng minh với Tống công, sau đó dẫn đại quân rút quân về nước Sở. Chúng ta cũng nên trở về thăm Tôn Thúc Ngao rồi. Vâng. Tôn Thúc Ngao hy vọng chúng ta chỉ đánh một trận này nữa thôi. Người chết đã quá nhiều rồi. Đại vương, đại vương có thể bỏ kiếm ra khỏi cổ thần không ạ? Được chứ. Đại vương, Hoa tướng quân, Từ Phản, có thật, ba chúng ta hãy cùng uống chén rượu kết đồng minh này đi. Cuộc chiến bao vây nước Tống kéo dài 9 tháng đã chấm hết một cách bất ngờ như vậy. Nước Tấn nói mà không giữ nhời, nên uy tín ngày càng suy sụp. Thế lực nước Sở được mở rộng thêm. Hoa Nguyên, người chấp chính ở nước Tống, một người nổi bật lên trong cuộc chiến Sở Tống, đã đại diện cho nguyện vọng của những nước chư hầu nhỏ, những nước đã nếm đủ mọi nỗi khổ vì chiến tranh. Sau đó không lâu, với sự thu xếp của ông ta, sứ giả hai nước Tấn Sở đã đến nước Tống kết liên minh với nhau, ký kết một hiệp định đình chiến đầu tiên trong lịch sử thời kỳ Xuân Thu, sử sách gọi là Đại hội ngừng chiến, mở ra một cục diện chính trị mới trên vũ đài đầy biến động của thời kỳ Xuân Thu. Như vậy không được, dọc đi còn cần đến mà. Đừng ngại, cứ chia cho họ đi. Nếu ngươi còn cất giấu, ta sẽ lấy đầu ngươi đó. Cha thần có di chúc rằng đời này kiếp này không cho Tôn An được làm quan nữa. Tôn An, con của Tôn Thúc Ngao. Vậy quả nhân sẽ phong cho ngươi một tòa thành vậy. Cha thần có nói, nếu đại vương nhất định ban thưởng thì xin hãy ban cho tiểu nhân bãi nghĩa địa mà chẳng ai muốn xin kia. Tiểu nhân sẽ cấy cây ở đó và trông giữ phần mộ cho quân Tấn. Tự phản. Kia là gì vậy? Đại vương. Đó là chiếc cột được đắp bằng đầu lâu của tướng sĩ nước Tấn tử trận trong trận chiến Sở Tấn năm xưa. Sao? Năm xưa, quân ta đánh bại quân Tấn ở đây để rửa nhục cho nước Sở. Xác quân Tấn lấp kín cả dòng sông. Có người đề nghị đem số xương cốt đó đắp thành một quả núi làm kỷ niệm, để mãi mãi đề cao công lao của đại vương. Đánh thắng một trận có đáng để vây vo như vậy không? Quân sĩ hai bên chết nhiều như thế, còn định đề cao công lao gì, kỷ niệm gì đấy? Từ phản, anh hãy về đem theo một số binh lính, mau đến chôn cất họ cho tử tế đi. Vâng. 5 tháng qua đi, bãi biển thành nương dâu, nước sông cứ chảy mãi về đâu. Sở Trang Vương ra đi mang theo sự kiêu ngạo của một kẻ bá chủ và sự thương cảm với con người. Các khanh sĩ đại phu, những người chín chắn trưởng thành trong cuộc tranh giành bá chủ của các nước chư hầu, giờ cũng không cam tâm đóng một vai phụ mãi. Thoát thai thì nền văn hóa cũ, bách gia chư tử đua nhau đưa ra những tiếng nói khác với mọi người. Lịch sử Xuân Thu mang đầy màu sắc văn hóa lại mở ra một trang mới.